Lê Phương từng bị mẹ chồng ghét vì lớn tuổi lại có con riêng. Lê Phương là nữ diễn viên được khán giả yêu mến, đặc biệt những ai chuộng phim truyền hình. Dù thành công trong nghệ thuật, nhưng chuyện tình cảm của cô trải qua nhiều thách thức, đổ vỡ hôn nhân. Hiện Lê Phương hạnh phúc bên chồng kém tuổi, nhưng ít ai biết rằng trước kia cô từng bị mẹ chồng ngăn cản và ghét vì lớn tuổi lại là người phụ nữ có con riêng. Diễn viên ký túc xá từng trải qua một lần đò, cô từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai yêu người kém hơn 7 tuổi. Chẳng những thế, mối quan hệ tình cảm này không được gia đình hai bên chấp nhận vì chênh lệch tuổi tác. Trong một chương trình truyền hình, Lê Phương bày tỏ cả hai phải cố gắng rất nhiều để ba mẹ tin rằng sự lựa chọn của họ là đúng đắn. Nữ diễn viên tâm sự, lúc anh bị mẹ tôi ngăn cấm khi đến với tôi, anh có nói với mẹ rằng anh chỉ thương con gái của mẹ thôi chứ không làm gì sai cả. Và tôi cũng vậy, tôi cũng nói với mẹ anh rằng tôi thương con trai của mẹ và tôi sẽ dành tất cả những gì mình có cho Trung Kiên. Không chỉ thuyết phục được phụ huynh đồng ý cho cả hai đến với nhau, mà qua thời gian, Lê Phương còn nhận được sự yêu thương của mẹ ông xã. Bà thỉnh thoảng vẫn gửi những lời nhắn ngọt ngào, tương tác thân thiết trên mạng xã hội với nữ diễn viên. Mới đây, khi Lê Phương quay trở lại phim trường sau nhiều tháng dịch bệnh, cô khoe khung ảnh rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và nhanh chóng nhận được lời khen của mẹ chồng. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là cách xưng hô giữa cả hai. Cụ thể, phụ huynh Trung Kiên bày tỏ đẹp còn hơn chỉ đẹp con gái yêu. Từ không được chấp nhận, đến nay mẹ chồng Lê Phương xem như con gái ruột. Kể từ khi xác định về chung nhà với Trung Kiên, cũng có nhiều câu hỏi thắc mắc liệu mối quan hệ của ba mẹ chồng với con riêng của Lê Phương sẽ ra sao. Mỹ nhân gốc Trà Vinh cảm thấy may mắn khi cả hai dành tình cảm đặc biệt cho bé cà pháo. Chẳng những thế, nhóc Tì cũng xưng hô ông bà nội, mọi thứ rất thoải mái và không có rào cản nào. Chia sẻ với truyền thông, Lê Phương cho biết, ba mẹ chồng tôi sống tình cảm, giản dị, chỉ mong con gái vui vẻ, hạnh phúc. Chính vì vậy, tôi không có bất cứ một áp lực gì khi làm dâu. Với con riêng của tôi, ông bà nội chiều chuộng lắm. Bé thích đồ chơi thì cứ thủ thỉ với ông nội liền được mua cho ngay. Nhiều lúc tôi la con còn bị ông nội mắng ngược lại. Tôi thấy may mắn khi có được ba mẹ chồng tâm lý và thật sự yêu thương con. Hiện tại, mẹ chồng nữ diễn viên thỉnh thoảng vẫn lên thành phố thăm các con. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên thời gian này cả nhà chưa được gặp nhau nhiều. Cô luôn hào hứng khoe khoảnh khắc mẹ chồng vào bếp để thực hiện những món ngon cho cả nhà thưởng thức. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.